Mùa xếp hạng sinh tồn mới sắp ra mắt rồi. Leo danh đầu mùa là cuộc giao tranh rất nhiều cao thủ và kỹ năng cứ phải gọi là. Vì vậy, mấy anh em tay bé leo rank sẽ khó hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi sẽ đưa cho bạn 6 điều cần tránh nếu là một chiến binh tay bé để có thể tối ưu điểm xếp hạng tại đầu mùa giải sinh tồn mới. Còn chần chờ gì mà không thả ngay cho tôi một like để bắt đầu mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. 6. Tránh nhảy vào các khu vực hot và vùng xanh. Điều nên tránh số 1 khi bắt đầu leo danh tại mùa mới chính là nhảy vào vùng xanh và các khu vực hot. Vùng xanh luôn là các khu vực mà các tay to nhảy vào để có cho mình lựa trang bị vượt trội ngay từ đầu game. Đồng thời, đây cũng là khu vực dành cho các tay to thể hiện. Nếu trình độ của bạn chưa đủ vững để đội của bạn có thể sống sót qua giai đoạn đầu game, chỉ ít là thoát khỏi cảnh vừa vào game đã ra sảnh chờ sau 1 phút. Ngoài ra, các khu vực hot tại mỗi bản đồ cũng sẽ là những khu vực có giao tranh nổ ra sớm nhất bởi lượng trang bị dồi dào. Vì vậy, hãy tránh những khu vực nhảy đầu game sau đây: đả quân sự, cổng trời, tháp đồng hồ, kho quân sự, đả tiên đường, khu trung tâm, thành phố, hay ở đảo thế kỷ sẽ là khu vui chơi, điền trang. 5. Tránh giao tranh khi đang có radar. Khu vực đang có radar quét cũng là một nơi các cao thủ muốn tiến đến để nắm bắt thông tin. Khi đã có vị trí của kẻ địch, rất có thể sẽ có một đội tiến vào mở giao tranh trước. Và khi kết thúc giao tranh, có thể cũng là lúc đội của bạn bị tiến ra sảnh chờ. Vì vậy, hãy tận dụng radar để biết vị trí của địch và có chiến lược tấn công phù hợp nhằm bảo mật thông tin cho đội. Bạn cũng có thể tận dụng radar mini để phát hiện kẻ địch xung quanh, không làm lộ vị trí của bản thân. 4. Tránh giao tranh lâu ngoài vòng bo. Việc giao tranh ngoài bo sẽ có thể thao tốn khá nhiều tài nguyên. Dù đội của bạn có giành chiến thắng, rủi ro bị bo đốt chết có thể khá cao. Hơn nữa, nếu ở ngoài vòng bo quá lâu, có thể tạo điều kiện cho các đội ở trong bo kê trước đường vào bo của bạn. Nani? Cách xử lý trong tình huống này là hãy tìm một hướng di chuyển khác để vào bo sớm nhất có thể. Khi đã ở trong bo, bạn có thể dễ dàng trụ vững tại một điểm để gia tăng khả năng giữ tốc cao trong trận đấu. 3. Tránh hồi sinh tại những điểm trống. Việc phủ điểm hồi sinh chắc là điểm quá quen thuộc rồi. Ấy thế, nhưng tính năng này lại quá nguy hiểm nếu bạn không biết tận dụng địa hình, sử dụng bom keo hay không có đồng đội cover ở cạnh bên. Tính năng hồi sinh mới, nhiệm vụ cứu hùng cứu đội cũng là điều bạn nên tránh sử dụng. Mặc dù là miễn phí, nhưng cái giá của nó sẽ khiến vị trí của bạn hiển thị công khai trên bản đồ. Nếu có chót dùng thì tôi khuyên anh em nên sử dụng máy phóng hoặc xe để có thể di chuyển liên tục hoặc quay lên những địa điểm mà kẻ địch khó tấn công được. Để chắc chắn nhất, bạn có thể đi sinh nhật full free fire đủ để cứu ít nhất một người, sau đó có thể ra thủ trụ hồi sinh vì lúc đó nguồn lực của đội cũng đã được đảm bảo hơn. 2. Tránh đốt đồ tại trạm vật phẩm quá lâu. Trạm vật phẩm là một trong những tính năng hiển thị công khai trên bản đồ. Đây cũng là một địa điểm nóng được nhiều cao thủ để mắt bởi lượng vũ khí chất lượng dành cho giữa và cuối trận. Vì vậy, hãy quan sát thật kỹ nếu có chìa khóa trong tay và lút đồ thật nhanh tại khu vực này. Bởi nếu bạn quá lâu la thì khả năng bị tiên địch mai phục rất là cao. Trạm vật phẩm mới tại nhiệm vụ sinh tồn cũng nguy hiểm không kém khi phải thủ trong một thời gian dài để mở khóa. Nếu chọn phương thức này để mở trạm vật phẩm thì bạn nên có đồng đội ở cạnh bên, tận dụng địa hình để che chắn và có kế hoạch chiến đấu hợp lý. Đồng thời, nếu tận dụng được radar từ trạm vật phẩm này thì cũng không phải là một ý tồi. 1. Tránh tách lẻ trong trận đấu. Điều gì quan trọng phải nhắc hai lần. Như tại video mất ngủ cùng Free Fire tuần trước, nghĩa này cũng đã được nhắc đến. Việc tách lẻ sẽ gia tăng khả năng bị hạ phục của bạn khi chạm trán những đội tuyển khác, đồng thời cũng rất khó để có mạng hạ phục cho trận đấu. Số điểm bạn được cộng ngoài thứ hạng cũng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác như số mạng hạ phục và hỗ trợ đồng đội của bạn trong trận đấu nữa. Do đó, việc đi cùng nhau sẽ tăng khả năng đội của bạn có nhiều mạng hạ phục hơn. Trong trường hợp bị thất thế trong giao tranh, các bạn có thể cử một người tẩu thoát sớm để duy trì giống nòi trong trận đấu. Chắc hẳn câu chuyện bẻ đũa không bẻ được cả nắm đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, cứ thế mà áp dụng thôi. Và đó là 6 điều anh em nên tránh đầu mùa giải để có thể leo danh nhanh nhất có thể. Anh em có đồng ý với tôi không? Nếu không thì mạnh dạn bình luận xuống bên dưới nhé. Chúc anh em sẽ sớm đạt được vị trí mong muốn trong mùa giải xếp hạng sinh tồn thứ 35. Còn bây giờ thì mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.